Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin chào cư sĩ Vô Âm và xin chào tất cả quý vị. Dạ, xin chào thầy ạ. Xin cho hỏi cư sĩ Vô Âm đó, cái điều kiện như thế nào để nhận cái ca hộ niệm đúng như lý như pháp A Di Đà Phật? À, Di Đà Phật. Đầu tiên là khi mà thầy muốn nhận hộ niệm cho một người nào thì nên hỏi gia đình và chính người bệnh đó có thực sự là tin tưởng hay không. Tại vì đây là cái điểm quan trọng vô cùng. Như chính ngày thứ sáu vừa rồi có một người hỏi tại sao ngài mẹ của Đại Mục Kiền Liên là một vị Đại Bồ Tát thành tựu đạo quả, là một trong 12 vị đại đệ tử của Phật, mà mẹ của ngài khi xuống địa ngục mà Đức Thế Tôn không đến giúp đỡ cho mẹ ngài, không hộ niệm cho mẹ ngài được, là tại vì mình nghiên cứu rõ ra mà mới thấy là chính ngài Thanh Đề từ trước đến sau không tin Phật pháp, chống đối Tam Bảo, thành ra Đức Thế Tôn cũng là nghẹn ngào, không cách nào có thể khuyên can được. Trong khi ngài A Xà Thế cũng là trong thời của Đức Phật tạo ra những tội vô cùng kinh hoàng, tội của ngài A Xà Thế toàn là địa ngục A Tỳ Không, nhưng Đức Thế Tôn có thể khuyên được ngài A Xà Thế, tại vì ngài A Xà Thế lúc mê muội tạo ra ác nghiệp, còn chính ngài không có phỉ báng Phật pháp, vẫn tin Phật pháp. Cái niềm tin này vô cùng quan trọng, cho nên xin thầy là phải đưa cái bản nội quy cho gia đình để cho gia đình đọc, và khi đọc rồi vẫn rồi mời ban hộ niệm đến. Ban hộ niệm phải làm việc rất cẩn trọng về cái nội quy hay là cái quy luật dành cho gia đình và người bệnh, và đồng thời gia đình và người bệnh phải chấp nhận cái nội quy đó thì mình mới có thể hộ niệm được. Còn nếu người bệnh và gia đình không chấp nhận, không làm theo đúng quy luật thì chúng ta nên về tại đạo tràng niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho họ, chứ không nên trực tiếp hộ niệm. Tại vì nếu những người mà không tin tưởng, thường thường mình tới hộ niệm có thể tạo cho họ những cái cơ ngơi làm những cái tội vô cùng là kinh hoàng, đó là phỉ báng Phật pháp vậy. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, và chúng con thành tâm tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật.